khai lông các bạn, mình bỏ vô anh em ơi. Gà ha, gà trong đây nó mát quá không thấy rõ ha, quay các bên con gàng tay mà không thấy rõ nữa đó. Đẹp, mẫu chim đẹp. Ở đây chiền nhiều ghê, được chiền nữa ha, hai con ha. Ốc mít nó màu chiền quá, đẹp ghê, tướng quá trời đẹp luôn, siêu mẫu quá ha. Chiền nha các bạn, màu chiền. À, mình bỏ vô nha anh em ơi. Bé rồi bạn, chiền nha, năm màu chiền nha, bảy đấu nha anh em. Đây nhiều lắm nhưng mà con nào nó đấu rồi nó mới đá luôn ha, còn nó không đấu rồi nó không đá đâu. Tối chắc nha anh em. Anh em nào mê liên hệ cho mình ha, 0906 964 446 Long Thành Đồng Nai ha. Lưu ý là không có gửi đi đâu nha. Mất rồi. Mất rồi trên cây cầu kia nè. Ngồi bên kia, bên kia. Hai con. Nó nặng đó à.
đá gừng hai con mà.
mít thì không thấy trống đúng không ạ, nhưng mà năm màu thì có. Năm màu không dám đá không, xuống quất hai cái hụt cái keo cái hồi bay lên luôn. Bây giờ mình hạ thổ đánh thật rồi, lại nó có đá mà